Và luật chơi ở vòng thi này Khoa xin phép được phổ biến như sau. Mỗi đội sẽ cùng đi với một camera và có 90 giây chúng ta sẽ chọn ra ở đội đối phương 4 khán giả. Và 4 khán giả đó chúng ta sẽ thay phiên nhau từng người trong đội khiến cho khán giả đó cười. Và mỗi khán giả cười được tính 1 điểm. Để bây giờ Khoa xin phép được chọn ra đội nào sẽ thi trước nha. Chị chọn hình hay số? Hình. Hình. Vậy là chị chắc chắn chọn số rồi. Chị xẻ tay ra. À, hình. Chúc mừng, chị sẽ là người thi trước. Yeah. Xin mời đội đẹp đều lên trên ngồi. Và xin phép anh camera ra đây ạ. Vâng, và bây giờ em xin phép đội cao đều chọn 4 khán giả của đội đối phương thôi. Rồi, lia đi. Đô ly. Chỉ là không biết có cười không thôi, chứ trong đầu suy nghĩ ra rồi đó. Rồi. Xong chưa ạ? Xong. 2 phút dành cho cao đều. Bắt đầu. Nhớ cười cho tôi nha. Em muốn đi đường nào tôi đi. Trời ơi. Sao vậy cưng? Chứ gì con mép cứ cười cười thoải mái đi. Tại vì chị Phụng là rất là vô tư. Cười cười 1, 2, 3. Vậy là cười rồi đúng không? Và một người. Cười thì cười đại đi cưng. Con gái mình cười rất là đẹp chứ đừng có cười miếng gì không có đẹp rồi. Như chị 1, 2, 3. Cười thôi, làm cười, cười. Thôi nóng cười á. Cười nữa. Để lên cười. Đây, đây, vui nè, vui. Cười cái. À, có cười rồi. Vâng, đã xong. Phần thi của cao đều có vẻ rất trơn tru. Vâng, bây giờ đến phần chọn khán giả của đội đẹp đẹp. Nhớ nghe. Học lạnh như tiền ta. Giống như mất sụn gạo vậy đó. Rồi. Ngưng. Rồi, ngưng. Được rồi. Zoom vô trừ bà ca sĩ ra. Xong chưa ạ? Xong rồi. Và 90 giây dành cho đội đẹp đều. Bắt đầu. Ai chưa? Rồi, cái gì vậy? Chia phe. Đọc cười đó mà làm cái gì vậy? Nội bộ lũng cũng vô hai cái đẹp mới được. Mặt cưng ngộ lắm đó, cái mặt lạ lắm thiệt. Nè, em thấy cái gì không em? Đó. Rồi. Trả lên. Năm nay còn mấy tuổi? Trời đất ơi, mới 19 tuổi hả? Má năm nay má 53 tuổi rồi. Thôi mình lấy nhau nha. Rồi, xong rồi. Chị xong rồi, chị tránh ra đi. Bây giờ đội mình đội đẹp mà em phải tìm người đẹp thôi. Né qua hai đứa. Trời đó, ở giữa nè. Sáng đi em thấy chưa? Thấy cái gì? Nó có gì. Ê, anh ấy họ đánh răng chưa đó? Rồi cười rồi đó. Thì em chưa anh hỏi bạn nói sao em cười. Em có được cười hiểu không? Cái chương trình này là cười là thua mà em cười là em cũng thua em hiểu không? Em có cười không? Không cười đúng không? Trời ơi! Chưa kịp gì hết cười được kìa. Đẹp đều cũng đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Đẹp đều trở về vị trí. Đúng rồi, biết tại sao mà chị giơ tay lên mà em cứ cười. Em coi với. Vâng, hèn gì khán giả không cười mới lạ, làm ơn cười giùm. Đó là sự chuẩn bị không hề nhẹ. Không ngờ. Không ngờ. Vâng, và mời cao đều trở lại vị trí của mình. Vâng, rất dễ để công bố kết quả cho vòng thi này vì cả hai đội đều hoàn thành xuất sắc. Chưa đến 90 giây của mình thì đều đã làm cho 4 khán giả bật cười. Nghĩa là mỗi đội đã tìm được 4 điểm dành cho đội mình. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Yeah.